Đây là loa tép chống cháy tốt nhất thế giới, hàng chuẩn xịn, chống cháy 100%. Đây nha, loại này có hai cấp độ, siêu tép, tép cực chất, nam châm nhập khẩu hàng xịn, củ 350, dây dài 1 mét rồi về đấu đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy. Xưởng bên mình có hai mẫu màu, màu đen và màu gỗ. Đây là loa tép chống cháy 100%, khung gỗ vàng, khung gỗ đen, hàng bảo hành 1 năm. Loại này có thể dùng cho các loại cục đẩy âm ly các loại loa bát, cây phun đứng nằm đều được. Các cỡ bát từ bát 12, 16 đến bát 50. Đây là loa tép chuẩn chống cháy. Loa tép hay cháy là quá khứ rồi, là xưa rồi, giờ ai hỏi cháy nữa. Loa hàng rẻ, mã loa lừa mới cháy thôi các bạn nhá. Chứ còn YouTube điện tử Phượng Lưu, loa uy tín hàng đầu Việt Nam, chống cháy 100%, hàng chuẩn xịn. Phễu này 12 x 12, chiều cao 16 phân. Khung gỗ vàng, khung gỗ đen. Anh em muốn bộ dàn mình hay và nét và không bị cháy tép thì liên hệ với YouTube điện tử Phượng Lưu, ship cho một cặp tép hàng chuẩn, hàng xịn, chống cháy tốt nhất thế giới. Đây là loa tép chống cháy 100%, nét gấp 3 lần tép bình thường, hàng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Đây là loa tép chống cháy nha. Anh em có thể liên hệ với YouTube điện tử Phượng Lưu. Mẫu này bên mình test chất âm hàng vài nghìn video rồi. Anh em có thể vào mục video kênh bên mình để xem video. Mẫu này 1 triệu một đôi, hàng chuẩn xịn. Anh em về test ok thanh toán. Khung gỗ cực đẹp nha. Đây là tép chống cháy, chống lì cho âm thanh. Nhiều anh em cứ hỏi là loa tép này có cháy, có đứt không, có đảm bảo không, có sợ cháy không. Mình mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy. Sở dĩ anh em có tiền mà không có chỗ chuẩn mà mua, chỗ chuẩn lại bỏ lừa, chỗ lừa để lại tin, lại chui vào mua, nên anh em bị lừa rất là nhiều. Đây mới gọi là chuẩn xịn nha các bạn nha. Đây mới gọi là loa chuẩn, mới gọi là loa chống cháy tốt nhất thế giới. Đấy. Trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok, chứ còn bóng bị sáng là do vang nâng lọc đang méo tín hiệu khoảng 40%. Bóng sữa cua đây. Đây, trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới gọi là vang chuẩn, nó bị chuẩn nhá. Chứ còn bóng bị sáng là cảnh báo vang nâng lọc đang méo tín hiệu 40%. Bóng này có thể rút ra và thay thế. Dây dài 1 mét đây rồi. Về đấu đít loa, đít âm đi, đít cục đẩy. Anh em muốn ngon và xịn, chống cháy tốt thì liên hệ với YouTube điện tử Phượng Lưu. Mẫu này là mẫu 1 triệu, hàng chuẩn xịn, chuẩn chống cháy 100%. Hàng chất âm quốc tế, nét gấp 3 lần tép bình thường. Vì chúng được trang bị một loại nam châm nhập khẩu China loại xịn nhất, của 350 xịn, khung gỗ cực đẹp. 1 triệu một cặp, 1 triệu một cặp, hàng ngon xịn luôn, bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Loại này trang bị chống cháy 100%, có hai cấp độ, gạt lên là mỏng tép, gạt xuống là dày tép. Chất âm cực đỉnh luôn. 1 triệu một đôi. Phễu nhựa nha, phễu nhựa êm ái, chống phản bội, keng keng, cong cong, kim loại, chống ngân, chuồng chùa, nên là phễu nhựa là hay như loài Nhật các bạn nha. Êm ái luôn, bolero thì thật 100%, không bị phản dội, không bị cong cong keng keng, không bị pin nghiêng kim loại, không bị ngân, không bị chói. Đây là phễu nhựa êm ái, chống phản dội, pin nghiêng, chuồng chùa, nên chất âm cực đỉnh luôn. Thì mà hay là phễu nhựa là hay nhất, không bị pin nghiêng, không bị choang choang, không bị ngân, nên chất âm thật 100%, zin đét. Những người sành âm, chuyên sành âm dùng. 1 triệu một cặp. Ok nha, hàng bao ship bảo hành 1 năm. Tép thì nó không quan trọng cỡ bát, bát nào cũng được. Mà 1 triệu này dùng các loại bát từ 20 đến 50, các loại cây phun đứng nằm đều được, các loại âm đi cũng đẩy từ 20 sò, 40 sò, 60 sò đều ok. Số điện thoại liên hệ 0973 533 269. Ok.